Thank you.
hay là chúng ta được cảm động vì những hành động và những lời phúc âm nói với chúng ta, tự nhiên chúng ta cảm thấy bình an trong tâm hồn. Và mỗi lần chúng ta đến tham dự thánh lễ, không biết bao nhiêu lần chúng ta để ý nghe chủ tế sẽ chúc bình an bao nhiêu lần. Và chúng ta khi chúc bình an cho nhau, chúng ta thật sự có sẵn sàng mang bình an người đó cho những người xung quanh. Và chúng ta có lắng nhận sự bình an của Thiên Chúa ban cho chúng ta hay không? Điều đó cho chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải mở lòng chúng ta ra để chúng ta lắng nhận bình an của Thiên Chúa ban cho chúng ta. Đừng nghĩ rằng đời sống này sẽ ban cho chúng ta bình an, chỉ có Thiên Chúa ban cho chúng ta thôi. Nhiều khi chúng ta thấy là người nghèo làm đủ ăn đủ uống, mà người khi mà người ta ở, mà người ta sống bình thản, và tự nhiên người ta cảm thấy rất là bình an vì không có sự lo lắng gì cả trong cuộc sống của họ. Mỗi người chúng ta cũng thế, ngày nay giống như là trôi đi theo dòng sông vậy, rất là lẹ. Ai cũng muốn điều mà chúng ta muốn rằng hơn người khác, và qua đó chúng ta thiếu đi sự bình an. Và nhất là bình an qua Huyết Đức Thánh Thể, nhất là bình an của chính Con của Ngài ban cho mỗi người chúng ta. Vì điều đó chúng ta cần phải đến với Chúa, cần chúng ta phải xin Chúa. Chúng ta đang trong tâm hồn chúng ta đang có những điều gì mà mất bình an của chúng ta? Chúng ta cần phải xin Chúa, cần phải lắng động để bình an cho nhau. Trong gia đình cũng vậy, nhất là trong gia đình, chúng ta cần phải mỗi lần chúng ta lắng nhận ơn Chúa bình an và chúc bình an cho nhau, thì chúng ta về với gia đình, vợ chồng, con cái yêu thương nhau, nở những nụ cười và những lời khích lệ để mà ban cho nhau, để mà giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Và điều đó cho chúng ta thấy rằng chúng ta thật sự muốn sống trong cái gia đình đó. Gia đình được bình an là gia đình được hạnh phúc nhất. Và mỗi lần chúng ta lắng nghe lời Chúa cũng vậy, chúng ta có thể cảm thấy sự bình an Thiên Chúa đã ban. Như các môn đệ ngày xưa cũng rất là sợ hãi, nhưng sau đó Ngài đã ban cho đức tin của họ. Ngài đã sẵn sàng đi mọi nơi mọi lúc để mà loan truyền tin mừng của Thiên Chúa cho mỗi người chúng ta. Và chúng ta cũng thấy chúng ta đến từ đây để được lãnh nhận ơn Chúa, lãnh nhận ơn bình an của Ngài, và nhất là Chúa đã ban cho chúng ta sự bình an đó. Vì chúng ta hãy mang đến, đừng có để cho người khác phá đi cái sự bình an của chúng ta. Nhiều khi chúng ta ra ngoài, khi chúng ta gặp xe cộ, chúng ta đã mất đi, tức giận, làm cho chúng ta mất đi sự bình an đó. Nhưng chúng ta đừng để như vậy. Chúng ta đã lãnh nhận Chúa để chúng ta mang mỗi tuần, mỗi ngày chúng ta đến với Chúa, là Chúa muốn ban cho chúng ta sự bình an đích thực. Và Ngài nói chúng ta đừng sợ, thầy đây đừng sợ, mỗi người chúng ta đều có Chúa hiện diện mỗi người chúng ta. Các thánh ngày xưa cũng có lúc thời gian là các ngài cảm thấy khô khan, cảm thấy Chúa không hiện diện, nhưng điều quan trọng là các ngài luôn luôn trung thành với Chúa, luôn luôn trung thành, luôn luôn cầu nguyện, luôn luôn xin Chúa ở cùng với mỗi người chúng ta. Và điều đó cho chúng ta thấy rằng rất là cần thiết trong đời sống hôm nay. Và nhất là Chúa đã hiện diện, đã sống lại cho chúng ta được bình an, được niềm vui đó. Thì trong đời sống của chúng ta cũng vậy, hãy ban bình an cho vợ, hãy ban bình an cho chồng, hãy ban bình an cho con cái, cho ông bà, cha mẹ của chúng ta, để chúng ta thật sự lãnh nhận bình an của Thiên Chúa. Và qua đó chúng ta, tâm hồn của chúng ta cảm thấy vui mừng khi chúng ta đến tham dự thánh lễ, khi chúng ta cảm thấy chúc bình an cho nhau, có cái ý nghĩa trong đó. Và chính chúng ta đã cũng được bình an của Chúa Giêsu ban cho, như Chúa Giêsu đã ban cho các môn đệ. Vậy xin Chúa cho mỗi người chúng ta giữ lấy bình an đó cho suốt cả ngày hôm nay, tuần hôm nay, và mỗi lần chúng ta đến tham dự thánh lễ, chúng ta ý thức hơn là Thiên Chúa luôn luôn ở cùng với mỗi người chúng ta, và qua đó chúng ta không cần sợ hãi, nhưng chúng ta được luôn luôn có Chúa ở cùng. For the young brothers and sisters today, Jesus called, appeared to the disciples when they're afraid. He said, "Peace be with you. Do not be afraid." And you know in the scripture, this "do not be afraid" repeat 365 times. This number is very familiar, right? That means that one day, each day of a year. So Jesus reminds each one of us, do not be afraid. Because why? Because Jesus is always with us. And also He gives us peace. And sometimes we think peace that we find in the world will give us that peace. But no, only God can give us the peace. When sometimes when you think richness and fame and fortune will give us that peace of mind, but no,
The peace is when we have prayer. A peace that when we know that Jesus always loves us, that He has prepared eternal life for us. So that is a peace that we ask in for each one of us and continue to be with us and to ask each one of us to carry that peace each day of our lives. Vâng, kính thưa anh chị em thân mến, tuần này thì tâm tình của cha xứ và giáo xứ cũng vậy, cũng muốn nói lên tâm tình của tinh thần hiệp hành và giáo xứ. Hiệp hành là những gì? Là những chúng ta, mỗi người chúng ta đóng góp để chúng ta đi trên con đường đức tin của mỗi người chúng ta. Và qua đó chúng ta lời của Thánh Phaolô Côrintô gửi cho chúng ta: như thân xác là một mà có nhiều chi thể, và tất cả chi thể nhiều nhưng chỉ là một thân xác, thì Đức Chúa Kitô cũng vậy, vì chưng trong một thánh thần tất cả chúng ta đã chịu phép rửa để trở thành một thân xác. Điều đây hôm nay đáng lẽ là thời tiết cho nên hơi lạnh, ít nhất là cha xứ và giáo xứ cũng muốn mỗi người chúng ta, các hội đoàn đều có một cái bài để mà giới thiệu cho các anh chị em biết rằng đến cái hoạt động của trong giáo xứ như thế nào, và qua đó mời gọi mỗi người chúng ta, vì mỗi người chúng ta đều là chi thể, thân thể của Đức Kitô. Mỗi người chúng ta hiện diện nơi đây là anh chị em với nhau, và giáo xứ chúng ta được to lớn, được lớn mạnh như vậy cũng vì những vị tiền bối đã đi trước chúng ta, đã xây dựng, đã hy sinh. Con có nghe các đấng lớn tuổi, các vị tiền bối cũng kể rằng hồi xưa ở giáo xứ xưa, khi gói bánh chưng, khi là giáo xứ nhỏ, rất là vất vả và làm ở ngoài gió và lạnh, nhưng mà vẫn tiếp tục làm để mà xây dựng giáo xứ. Mỗi người chúng ta cũng thế. Thời nay giáo xứ đang cần gọi đến mấy anh chị em hội đoàn và ban ngành và ca đoàn cũng thế, cần đến sự cộng tác của mỗi anh chị em. Và chúng ta thấy rằng mỗi hội đoàn cần đến mỗi ngày, chúng ta nghĩ rằng mấy người lớn không còn sức nữa, nhưng chúng ta cần cả cộng tác trong đó, nhất là những người trẻ, nhất là ban an ninh, những anh chị em đang đứng ở ngoài lúc thì trời nóng trời lạnh, nhưng các anh cũng sẵn sàng để giúp an ninh cho mỗi người chúng ta, hay là các ca đoàn, hội đoàn Liên Xô Maria, gia đình tận hiến, hay là Liên Minh Thánh Tâm. Những hội đoàn đó mục đích là gì? Để giúp chúng ta có cái sự hiệp nhất với nhau, để chúng ta cầu nguyện cho nhau, giúp đỡ nhau. Hay là hội các bà mẹ Công Giáo đều chia sẻ với nhau những sự khó khăn để nuôi nấng con cái như thế nào. Và khi chúng ta nhập vào những hội này thì chắc chắn chúng ta nâng đỡ nhau, cầu nguyện và theo một tinh thần là tinh thần của giúp đỡ, theo để chúng ta được nên thánh. Và gia đình tận hiến thì chúng ta được tận hiến cho Đức Mẹ Maria, cả gia đình chúng ta được phó thác vào bàn tay của Thiên Chúa. Hội Lê Dô thì luôn luôn cầu nguyện cho những anh chị em bệnh tật, hay là thăm viếng những người anh chị em đó, và qua đó những hội đoàn đó giúp đỡ mỗi người chúng ta để chúng ta được nên thánh. Và qua cái mục đích đó, chúng ta thấy rằng đến để chúng ta phục vụ, không vì được chức này chức kia để chúng ta so sánh hội đoàn này hội đoàn kia, nhưng để chúng ta khiêm nhường, để chúng ta phục vụ như Chúa Giêsu đã đến để mà rửa chân cho mỗi người chúng ta. Và giáo xứ chúng ta cũng cần, ví dụ ban nội thiện cũng cần những anh chị em có nhiều nghề khác nhau. Cha xứ, cha phó thì nó không có biết sửa điện, sửa nước gì cả, nhưng cần đến những anh chị em chuyên môn để mà bảo trì giáo xứ chúng ta, và qua đó chúng ta giúp đỡ xây dựng giáo xứ. Con nói với các ban, mà có cái ban này chắc là ít người để ý lắm, đó là ban rửa chén, ban rửa đĩa, ban rửa tô đấy. Chúng ta thấy bao nhiêu tô phở, bao nhiêu tô bún, nhưng mà nói ra thì chỉ có một người rửa, mà anh này hình như là cũng 70, hơn 70 tuổi rồi. Và cái phần công lao của anh là gì? Phở all you can eat. Con nghĩ vậy thôi, nhưng mà mỗi người chúng ta chắc chắn Chúa sẽ trả công cho mỗi người chúng ta khi chúng ta hy sinh, khi chúng ta giúp đỡ xây dựng giáo xứ chúng ta. Và qua đó có lẽ tuần sau thời tiết tốt đẹp hơn thì mỗi hội đoàn, mỗi ban ngành sẽ có người đại diện để mà giúp đỡ chúng ta tham gia vào những hội đoàn, ban ngành hay ca đoàn để chúng ta đóng góp vào sự sống của giáo xứ chúng ta. Mỗi người chúng ta đều là thành phần của giáo xứ, đều là thành phần rất là quan trọng của giáo xứ. Ai cũng là có thể đóng góp vào
để mà xây dựng giáo xứ chúng ta hôm nay. Và qua đó chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì chúng ta, Chúa Kitô gọi gọi mỗi người chúng ta để trở nên thân thể của Đức Kitô, để trở nên thân thể anh chị em của trong giáo xứ. Chúng ta cần phải tích cực thêm trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta đừng có đi lễ xong là đi về dường như không biết ai cả, nhưng chúng ta ở lại để chúng ta nói chuyện, chia sẻ với nhau, chia sẻ với nhau đời sống. Không phải là chia sẻ để nhiều chuyện, nhưng mà chia sẻ để chúng ta nâng đỡ nhau, cầu nguyện cho nhau. Mỗi gia đình chúng ta cần đến sự cầu nguyện. Và những qua đó chúng ta thấy rằng những anh chị em biết được, hay là chúng ta xin Chúa nâng đỡ chúng ta, và qua đó chúng ta nâng đỡ anh chị em của mỗi người chúng ta trong giáo xứ. Và qua đó chúng ta đoàn kết, và qua sự đoàn kết đó chúng ta trở nên thân thể của Đức Giêsu Kitô. Vậy xin Chúa cho mỗi người chúng ta được luôn luôn có tinh thần hiệp lành để chúng ta hy sinh đời sống của chúng ta, thời gian của chúng ta, tài năng của chúng ta, nỗ lực của chúng ta. Và chúng ta có thể nhiều tài năng lắm, nhưng chúng ta dâng lên Chúa, dâng cho Chúa qua những lần chúng ta hy sinh để chúng ta giúp đỡ của giáo xứ chúng ta. Vậy xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết hy sinh, biết phục vụ, không vì những lợi lộc riêng tư, nhưng chúng ta phục vụ vì sau này chắc chắn Chúa cũng sẽ trả công cho mỗi người chúng ta, và Ngài cũng sẽ mời gọi mỗi người chúng ta vì chúng ta trung thành với ơn gọi của chúng ta trong cuộc sống hôm nay. Thank you.
Thank you.